Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang đã tổ chức giải bóng bàn công nhân viên chức lao động năm 2021. Tham dự giải lần này có gần 30 vận động viên đến từ 15 công đoàn cơ sở với các nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu kịch tính hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên ở 4 nội dung thi đấu. Hiện toàn huyện Văn Lâm có khoảng 100 câu lạc bộ thể thao với các bộ môn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, cờ tướng, bóng chuyền hơi. Để thúc đẩy phong trào thể thao phát triển, những năm gần đây, huyện đã tích cực thu hút nguồn xã hội hóa với khoảng 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất như sân bóng đá cỏ nhân tạo, bể bơi, nhà tập luyện cầu lông. Ngoài ra, hàng năm các giải thi đấu thể dục thể thao do huyện tổ chức đều nhận được hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu tập luyện thi đấu thể dục thể thao của các vận động viên và mọi tầng lớp nhân dân. Môn cầu lông đang được đông đảo trẻ em và thanh thiếu niên trong xã Thành Công, huyện Khoái Châu yêu thích và tập luyện thường xuyên. Vào buổi chiều hàng ngày, nhiều trẻ em tập trung về sân đình, sân nhà văn hóa thôn để tập cầu lông. Các thôn trong xã tạo điều kiện làm sân cầu lông dành cho thanh thiếu niên, mỗi thôn có từ 1 đến 2 sân. Tiêu biểu như thôn Hương Quất xây dựng nhà tập cầu lông, mua sắm dụng cụ tập luyện cho trẻ em. Có nơi vui chơi tập cầu lông thường xuyên giúp trẻ em trong xã Thành Công rèn luyện thể chất lành mạnh, bổ ích, qua đó tránh xa các trò chơi bạo lực. Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên là địa phương có nhiều thành tích trong lĩnh vực thể dục thể thao. Môn bóng chuyền hơi ở đây đã được người dân yêu thích và tập luyện hàng ngày. Nhiều năm liền, đội bóng chuyền hơi của xã đều được đánh giá là đội mạnh của thành phố Hưng Yên. Vào buổi chiều hàng ngày, không chỉ tại các sân thể thao của các khu phố mà các công viên, khu đất trống đều có thể trở thành nơi tập bóng chuyền của người dân. Bộ môn này dễ chơi và phù hợp với thể lực của nhiều lứa tuổi nên được nhiều người dân tập luyện. Thông qua sân chơi này còn là cách để người dân các khu phố cùng hàn huyên trò chuyện sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hàng năm, phường An Tảo đều tổ chức các giải thể thao, trong đó có môn bóng chuyền hơi để phát triển phong trào. Đã thành thông lệ, vào cuối buổi chiều mỗi ngày, các nữ cán bộ giáo viên của hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hải Triều lại tập trung tại sân trường để tham gia tập luyện môn khiêu vũ thể thao. Câu lạc bộ của hai trường thu hút được đông đảo chị em tham gia. Mỗi câu lạc bộ trung bình có khoảng gần 20 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt tập luyện. Các điệu nhảy thường được đưa vào tập luyện là những điệu cơ bản, đơn giản, nhẹ nhàng và dễ tập như rumba, cha cha cha, samba. Tập luyện môn thể thao này không chỉ mang lại lợi ích nâng cao sức khỏe mà còn giúp giải tỏa mọi căng thẳng mệt mỏi và tái tạo năng lượng cho cán bộ giáo viên sau mỗi ngày đến lớp. Thưa quý vị và các bạn, khỏe mạnh, bền bỉ, dẻo dai là những gì mà chị Nguyễn Kim Trung ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên cảm nhận được sau khoảng thời gian tập luyện môn thể thao chạy marathon. Chính bởi vậy mà chị đã cùng gia đình duy trì thói quen tập luyện môn thể thao này hàng ngày để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Cứ vào sáng sớm hoặc chiều tối mỗi ngày, gia đình chị Trung lại cùng nhau tập luyện môn thể thao chạy marathon để rèn luyện sức khỏe. Chị cũng đã từng tập qua nhiều môn thể thao khác như yoga, cầu lông, đi bộ. Nhưng cuối cùng, chị đã lựa chọn môn chạy marathon vì nhận ra những lợi ích mà nó đem lại. Trước đây khi mà em có vấn đề về sức khỏe thì em bắt đầu em tìm đến môn chạy bộ vì em cảm thấy là môn này là môn dễ nhất. Mình chỉ cần xách giày ra và mình đi ra ngoài đường thôi là mình đã có thể tập luyện được rồi. Và trước khi ban đầu em chạy thì em mới chỉ bắt đầu khoảng 1-2 km đầu tiên. Mỗi một ngày em rèn luyện tăng lên, ngày hôm sau sẽ nhiều hơn số km của ngày hôm trước. Thì em thấy là cái sức bền của mình đã tăng lên rất là nhiều. Nó không còn cảm giác là bị đau đớn, đau cơ, đau khớp hay là các cái vấn đề khác nữa. Và một vấn đề nữa mà em cảm thấy là thích khi mà chạy bộ đó là nó làm cho em cảm thấy lúc nào cũng thấy vui tươi và thoải mái. Trước đây chị và mọi người trong gia đình đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Bản thân chị hay bị tụt huyết áp, còn chồng chị thì bị thừa cân và mắc các bệnh về xương khớp. Sau hơn một năm tập luyện thường xuyên môn thể thao này thì sức khỏe của chị và gia đình đã thay đổi hoàn toàn. Chị đã cải thiện được tình trạng sức khỏe, tăng độ dẻo dai và sức bền bỉ của cơ thể. Cùng với đó, bệnh xương khớp của chồng chị đã đỡ đi nhiều, sức khỏe tăng lên. Và đặc biệt, anh đã giảm được hơn chục kg, từ 81 kg xuống còn 70 kg. Sau khi rèn luyện chạy bộ cùng với cả gia đình thì về cái sức khỏe của bản thân phải nói là thay đổi khá là nhiều. Và đặc biệt là bộ môn chạy bộ này là bộ môn mà gắn kết gia đình lại với nhau rất là tốt. Em muốn là con em sau này sẽ duy trì được cái vấn đề thể thao ngay từ bé.
Không những tập luyện để nâng cao sức khỏe mà chị Trung còn tham gia các giải marathon do các hội nhóm và các đơn vị tổ chức để có thể giao lưu và thử sức của bản thân. Năm 2020 vừa qua, chị đã tham gia giải marathon do Tràng An Ninh Bình tổ chức và đã giành được huy chương đầu tiên ở cự ly 21 km. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.